Có phải các chị đang đi tìm kiếm cho mình một cái dòng sản phẩm mà vừa dưỡng da, vừa chống nắng, lại trang điểm nhẹ nhàng cho cái làn da của mình không ạ? Thì hôm nay em giới thiệu tới các chị một cái dòng sản phẩm mà kem chống nắng, trong này vừa dưỡng da, vừa chống nắng, lại trang điểm, make up, trang điểm nhẹ nhàng cho cái làn da của mình, giúp cho cái người đứng đối diện nhìn mình là không biết chị em mình đang sử dụng kem. Thì đây là một cái dòng kem chống nắng nâng tông của Hàn Quốc với chỉ số chống nắng là SPF 50 cộng PA 3 cộng. Nhưng mà cái thành phần ở trong đây á, nó đã bao gồm cho các chị là một cái thành phần kem dưỡng da và chống nắng. Độ chống nắng của nó bảo vệ cái da của các chị lên tới 12 giờ. Em sẽ test cái chất kem để cho các chị xem là cái chất kem của nó khi thoa lên da, đặc biệt cái chất kem này á, khi thoa lên da là không bết dứt, không lộ vân kem và kiềm dầu, kháng nước, đặc biệt là không trôi và không nem. Cái chất kem của nó thì là dạng sữa, khi mà mình thoa lên da thì nó sẽ tạo cho mình một cái lớp finish rất là đẹp ở trên da của mình, nó mỏng nhẹ tự nhiên và giúp cho cái người đứng đối diện nhìn mình á, là không biết mình đang đánh kem. Em sẽ test cái chất kem cho các chị thấy, nó sẽ make up lông tông, trang điểm nhẹ nhàng cho mình. Khi mà mình thoa cái kem này lên á, các chị thấy nó tạo cho mình một cái lớp trang điểm nhẹ nhàng, thấy cái da của mình nó trắng lên không ha. Khi mà mình sử dụng cái dòng kem này á, là các chị không cần phải sử dụng kem dưỡng, các chị xài hàng ngày, các chị tập cho mình cái thói quen sáng ngủ dậy các chị thoa rửa mặt sạch xong á, là các chị thoa cho em một cái lớp kem chống nắng này lên, sau đó là các chị đi làm ha, là các chị sẽ có một cái tông nền rất là đẹp, nó trang điểm. Khi mà mình thoa lên á, các chị cảm nhận thấy cái làn da của mình á, nó căng bóng và lông mịn, đặc biệt là không có lộ vân kem. Bên đây á, mình chưa có xài thì nó tối màu hơn một xíu, còn bên đây á, nó make up trang điểm nhẹ nhàng cho cái làn da của mình. Và đặc biệt là các chị thấy cái làn da của mình khi thoa kem lên á, nó không hề lộ kem, không hề mà bị khô da. Và đặc biệt á, nó tạo cho cái lớp da của mình nó mỏng nhẹ tự nhiên, giúp cho cái người đứng đối diện nhìn mình á, là không biết mình đang trang điểm luôn, không biết mình đang thoa kem luôn, người ta không biết là mình sử dụng cái dòng kem nào mà nó lại tê vào da mình như vậy. Thì hôm nay em giới thiệu tới các chị là một cái dòng kem chống nắng vật lý của Hàn Quốc, nâng tông trang điểm nhẹ nhàng cho cái làn da của mình, giúp cho cái người đứng đối diện nhìn mình là không biết mình đang sử dụng kem ha. Với chỉ số chống nắng của nó là SPF 50 cộng PA 3 cộng, giúp cho bảo vệ cái làn da của mình lên tới 12 giờ. Sáng các chị rửa mặt xài kem lên cho em, tối về các chị không cần phải giặt lại, mà cái nền da của mình nó vẫn căng, vẫn bóng và vẫn đẹp như này. Và cái giá của em nó lúc trước em bán là 250.000 một tip, nhưng hôm nay em về một lô hàng mới, em mới lên like cho mọi người, sẽ có một cái chương trình vô cùng ưu đãi cho các chị với cái mức giá trải nghiệm là 99k trên một tip ha. Các chị tranh thủ mua 2 tip, 3 tip mình để dành mình dùng. Kem chống nắng thì mùa này, mùa hè các chị đi ra ngoài hay ở trong nhà thì các chị cũng cần phải sử dụng cho em, tập cho mình cái thói quen sử dụng cho em một cái lớp kem chống nắng này lên, nó sẽ thay thế kem nót này, kem dưỡng này, và nó bảo vệ cái làn da của mình. Trọng lượng của cái kem này là 60ml, các chị sử dụng cho em tầm 2 tháng. Và đang có cái chương trình cực kỳ ưu đãi như này thì các chị tranh thủ mua 2 tip, 3 tip để dành. Và cái chất kem của nó thì các chị cũng thấy rồi đấy ha, khi mà mình thoa lên da của mình là nó rất là căng và rất là mịn, nó làm cho cái nền da của mình nó rất là đẹp, nó tự nhiên, nó mỏng nhẹ tự nhiên, nó không bị dày, không bị bí kem, nó không bị bết, không bị dứt, không bị lộ kem. Các chị sử dụng hàng ngày nó sẽ thay thế kem dưỡng da cho mình luôn, nên là các chị cứ yên tâm mình mua 2 tip, 3 tip mình để dành. Khi em đang có cái chương trình ưu đãi là 99k trên một tip, các chị tranh thủ lên.